nhớ chưa? Hồi ôi ghiền lắm. Bữa trước anh Linh cũng vậy đó, đi quay phim cái em đưa cho ảnh. Cái mặt dạ, cái này là mình trước khi mình make up và sau khi mình make up cũng được, nhưng mà nó là chủ yếu là nó nuôi dưỡng. Nó không có thải độc giống như cái chai thải độc kia. Thì nhụy hoa nghệ tây á. Đó, nhụy hoa nghệ cái nhụy hoa nghệ tây, cái chai xịt khoáng nhụy hoa nghệ tây này á là nó được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây, và cái công dụng của nó là cung cấp nước nè, dưỡng chất nè, và làm cho căng mướt và mềm mịn. Đó, căng mướt và mềm mịn, nó nuôi dưỡng cái làn da cho các bạn luôn. Nhưng mà có một điều mà các bạn hiểu gì nữa nè, là cái chai này á nó có thể kháng viêm cho các bạn. Nếu mà da của các bạn đang bị mụn, bị mụn hay là bị lỗ chân lông to đó, thì nó sẽ se khít lại cho các bạn luôn và loại bỏ đi bụi bẩn trên da, cung cấp độ ẩm cho da luôn nha các bạn. Giảm vết thâm rất là tốt nha, giảm vết thâm cực tốt luôn. Đây, chai này thì đại ca này thì lúc nào đi quay phim cũng xách theo hết trơn. Đúng rồi, mà bỏ túi nó nhỏ mà. Nhỏ, đúng rồi. Với lại khi mà các bạn ngồi máy bay hay là các bạn không đắp mặt nạ đó, thì nó là một cái thằng trong những cái thằng mà nó dưỡng chất luôn. Hoặc là các bạn đi đâu đó, đi xa, mà các bạn đi ví dụ như đi travel, đi du lịch, đi đâu đó mà các bạn không có thời gian để mà các bạn chăm sóc da đó, mà quên mất cái túi make up của mình, túi đồ dưỡng da của các bạn, thì chỉ cần một chai này là đủ rồi. Nó có thể nuôi dưỡng cái làn da của các bạn luôn. Nó làm sáng da và săn chắc da rất là tốt nha các bạn nha. Giá của chai này là 650. Nãy Huế Hân ơi, nãy giờ chị có nói cái tác dụng của nó đó. Cái công dụng của nó đó là làm cho cái da của mình mịn nè, giảm mụn đen, giảm nhờn, cũng như là nó cung cấp độ ẩm cho da ha. Để đây. Rồi, và nó săn chắc da cho mình luôn. Sang gì à? Đúng rồi. Đó. Nó chiết xuất từ hoa nhụy hoa nghệ tây em. Quá trời người hỏi luôn. Có Trần Thiện ơi, Kim Anh cũng đi hát mà. Quá trời người hỏi. Đây, chai này rất là công dụng. Ví dụ như các bạn không sử dụng trước khi các bạn sử dụng kem hay các bạn sử dụng cái gì đó, thì các bạn rửa mặt sạch sẽ rồi các bạn xịt lên. Hoặc là trước khi make up và sau khi make up. Trước khi make up thì nó là dưỡng da cho các bạn nha. Nó cung cấp nước, dưỡng chất, rất là nhiều thứ trong này. Căng mướt và mềm mịn cho da của các bạn luôn. Làm dịu cho da mụn, da của các bạn mà đang bị mụn á, thì nó có thể là kháng viêm cho các bạn luôn á. Nó giúp cho dịu cái da mụn lại. Đây em xịt cho một cái nè. Mát mà thơm ha. Em rất là mê chai này, đi đâu đi quá. Không có là chịu không nổi. Đây cái hộp của nó nha các bạn. Các bạn có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua hàng. Tại vì Kim Anh đang lỡ livestream rồi like cho xong. Sau đó thì tám với anh Chí Tài. Đó là cái chai xịt khoáng các bạn.